Tưởng nhất vào thời điểm này có thể hiểu được sơ đồ chiến thuật không chính xác của số 1 ở vị trí tiền đạo cắm. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 đã bắt đầu. Không việt vị, hết sức nguy hiểm. Pha bóng tưởng rằng đơn độc của Subhasai, khống chế Subhasai đã có được cú đá có thể nói là hóc hiểm, khiến cho Đặng Văn Lâm phải bó tay, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú đá là của Thitipan. Đây là pha bóng không thật sự dứt khoát của Trọng Hoàng. Trước đó là nỗ lực tranh bóng bổng của Duy Mạnh. Thitipan đã thực hiện cú vắt bóng bằng chân phải có thể nói là rất kỹ thuật. Tiếp bóng nhanh. Cú đá là đương kim vô địch Buriram United. Đội chủ sân Chang Ara hiện nay đang xếp thứ hai tại Thái Lịch sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá. Dứt điểm. Cú đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn. Người đã phá bóng trong tình huống vừa rồi trước tầm tay của thủ môn Cao Huyên là hậu vệ Suphan. Văn Toàn đang rất sung sức, khả năng gây đột biến rất cao. Khá nguy hiểm. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên. Có lỗi rồi. Trọng tài người Nhật Bản Ida Junpei đã quan sát và bắt lỗi cầu thủ Thái Lan. Như một lần nữa tình huống quyết định lại khiến cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo. Đây là pha bóng 2 trong 1 mà người ta vẫn từng thấy ở các cầu thủ chạy cánh có khả năng xử lý bóng xoáy. Bóng thường hướng tới phía cột xa và nó luôn khiến cho các thủ môn ở một tình thế cực kỳ khó xử. Đặng Văn Lâm trong tình huống này cũng vậy. Rất may là trong pha tranh chấm trước đó một cầu thủ của đội. Và nói một cách tận cùng thì nếu như Thái Lan họ có đá tốt và chúng ta có một bộ đôi so kè thì cũng hay. Câu trả lời của Hoàng Công đó chính là Công Phượng. Rất đáng khen cho pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cú dứt điểm cuối cùng là của Công Phượng. Trước khi Công Phượng nhận bóng thì Quang Hải đã nhấc chân tạo ra một tình huống rất sáng sủa. Khoảng trống. Sút bóng. Không vào. Cú đá của Quang Hải. Bây giờ chúng ta mới thấy Quang Hải lên tiếng. Bóng đi trên cột dọc trong gang tấc. Quang Hải giành chân. Một pha dứt điểm khó, tuy nhiên Quang Hải cũng đã khá nhiều lần thành công ở kiểu dứt điểm này. Tất cả chúng ta đều tiếc nuối với pha chạm bóng vừa rồi của Quang Hải. Một tình huống vô định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắt chiu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Vào! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của Bang Sô với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Bang Sô. Những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì Anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của Anh Đức.
cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít và tiếng còi mãn cuộc. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.